Trận thi đấu thứ tư. Bên kia có Kata, có Maxe, có Ia, có Kata, Maxe, có Ia, có Summer. Thế Hoàng Mai Nhi là người cầm Summer và thế chủ lực duy nhất là đặt vào tay Hoàng Mai Nhi rồi. Có lẽ như vậy. Còn ở phía bên này, đây màn hình máy của đối thủ Chim Sẻ. Trận thi đấu đầu tiên Chim Sẻ thì đáng người cầm Maxe cũng giành chiến thắng. Đây màn hình máy của game thủ No 1 là người cầm Per. Một vác một Per cùng một cánh. Trận thi đấu này có lẽ là có ít nhất có một nhà giữa nhà của game thủ Gunny và game thủ Chip Boy ở trong trận thi đấu này. Đây màn hình máy game thủ Gunny là người cầm Bia. Thế như vậy ai sẽ là người cầm cung? Chip Boy, Hiti. Hơi đáng tiếc là Hiti lại nằm ở đây. Hơi đáng tiếc. Bên kia có Maxe nhưng bên mình lại là Hiti. Còn bên mình cũng có Maxe, bên kia thì lại là Summer. Và chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ là người cầm Maxe ở trong trận thi đấu này. Dốc rách ở trong những tình huống ngay đi dò đầu tiên của game thủ Chim Sẻ. Như vậy là bãi quả phụ luôn và dường như 6 cây. Các game thủ sẽ phải hết sức tập trung ở trong trận thi đấu này. Đơn giản chỉ vì vâng chỉ tai nạn một trận thôi, xem như là cả xe đấu đổ sông và đổ biển. Vậy các game thủ phải hết sức tập trung. 11/16 ở tham gia này đến từ game thủ Chim Sẻ và Persian của game thủ No 1. Có gì thêm nữa? Sẻ đệ sẽ là người vâng dâng là và sau đó thì đâm bi vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Bên kia He sẽ là người chủ động lên cung A sớm thôi. IA của game thủ He sẽ vào thế lên cung A sớm. Summer của game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ là người đánh cung chủ lực. Đây là màn hình máy của game thủ Gunny. 15. Vẫn chưa thấy đồ nào lùa về nhà. Quân thì nhìn có vẻ là nhìn hơn, nhưng bài thì đang khá xấu. No 1 heal về rồi, rất tốt cho khởi đầu Persian. Một bầy heal đầu tiên 6 con. Thêm một đôi voi và một bầy heal nữa. No 1 nếu làm nhiệm vụ tốt với bầy heal và đôi voi này cộng bãi quả phụ phía trên, No 1 sẽ rất khỏe ở bài này. Hy vọng No 1 sẽ tạo được sự đột biến riêng. Trận trước là một trận thi đấu mà game thủ No 1 dâng ra và chém không thành công. Vì vậy trận này anh cần phải có những pha chém khác bọt, chuộc lỗi lại ở trong trận thi đấu trước. 4 con ở đàn này cũng được, cũng được. Vẫn còn đôi voi ở phía trên. Hai mươi hai và kích ở cuối 6. Không như vậy, đúng rồi, cuối 6. Hành trang của No 1 trong trận thi đấu này là cực kỳ nhiều. Đây là Gunny 23 và vẫn đang xong dần. Chip Boy 24 và cuối cùng là Chim Sẻ cũng 24. Chim Sẻ cũng vẫn đang xong dần. Như vậy là có mỗi một mình game thủ No 1 thôi là người có triển vọng thôi. Thí sinh triển vọng trong trận thi đấu này. Tất tay đặt hy vọng vào game thủ No 1 thôi. Mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi dành cho No 1. Ướm miếc các kiểu. Thực dồn lên chắc chắn đủ. Nhìn chỗ này biết chắc chắn đủ. Đây là L. Ở đây là M. Gõ nhanh, gõ nhanh, gõ nhanh. Đừng chần chừ. Đầu cánh mà. Bãi vàng này là bãi vàng đẹp rồi. Không phải ăn bãi vàng ở nhà. 9-25 với 22 nông dân Persian. Nguyên bầy hiệu. À vâng xin lỗi bạn, nguyên bãi quả làm lực. 6 nông dân cắt ra ăn vàng rất chuẩn. Rồi nâng điều kiện. Và đẩy dò luôn. Chắc chắn sẽ gặp nhà đâu đó quanh đây. Ngay đây thôi. Rất chắc cốp, nhiều gỗ. Thôi hai cái cũng được. Vâng lên ăn hiêu luôn. Không phải ăn quả mà lên ăn hiêu luôn. Hai ruộng ở đây đúng rồi.
Một bài sẽ là 2L đến từ game thủ No 1. Vẫn chưa gặp nhà đầu tiên, có lẽ là nhà ở phía bên kia ở lưng chừng bản đồ chứ không phải là một bài sát mép, vì có ngựa giò vẫn chưa phát hiện ra. Vẫn chưa thấy nhà đầu tiên, thế như vậy là kích sớm. Nhưng chưa làm gì được gì. Hơi căng. Persian đã mất đi sự đột biến ở những thời điểm đầu. Đây rồi, thế như vậy là nhà màu 6. Tôi nghi ngờ màu 6 là nhà ở phía trong. He là người đánh thẳng cùng A. Vâng đúng rồi, màu 7 là người ở phía ngoài. Quýt là người màu 7 ở phía ngoài. Tôi không nghĩ đây là pha dâng L. Khả năng màu 7 là nhà đầu cánh. Ăn bầy hươu là một quyết định sáng suốt, nhưng No 1 đang phải trả giá với một pha chạy giò dường như là lỗi, và chúng ta cùng chờ xem có phải là lỗi hay không. Đúng, đúng là lỗi thật. Đúng là lỗi thật. Màu 7 là người cầm cá tha, No 1 là người chạy giò lỗi ở rất gần thôi. Linh cảm là không được tốt lắm ở trong pha chạy giò vừa rồi. Bây giờ thì xả thôi, xả thôi. Nợ máu với trả máu, nông dân đã đổ máu. Và bây giờ thì No 1 đang quyết định đòi lại cả gốc lẫn lãi. Không mất giò. Rất khẩn trương đến từ game thủ No 1. Chúng ta có thể thấy được rất khẩn trương. Tay No 1 đang khua trên bàn phím là cực kỳ nhanh. Đây màn hình máy của game thủ Gunny. 27 dành cho IA. 2L vẫn vắt đều. IA cứ lên được thôi. Là sơ sơ vài ruộng hay là ăn hoang vẫn 2L đều được. Đó là điều mà cái thủ top 1 làm một cách đơn giản. Vẫn hở dành cho cái thủ Hoàng Minh Nhi. Như vậy Hoàng Minh Nhi là người đánh chém. He he mới là người duy nhất đánh cùng chủ lực ở trong trận thi đấu này. Hoàng Minh Nhi đầu cánh và đánh chém. Là bãi vàng, là bãi vàng. Đúng rồi, chuẩn rồi. Hoàng Minh Nhi chưa hề bò bế một chút nào bãi vàng. Nhưng găn đi giáp hoặc là bánh xe. Giáp hoặc là bánh xe. Đó là điều kiện của cái thủ găn đi. Lên cái giáp hoặc là lên bánh xe. Quá nhiều nông dân của cái thủ Hoàng Mai Nhi, cực kỳ nhiều. Và Hoàng Mai Nhi đang cậy mình rằng nông dân đây là nông dân của Summer, không buồn chạy. Giá của cái thủ Hoàng Mai Nhi đang trả là cực kỳ đắt cho việc không chạy dần. Tháng này 30/56 là tháng này, này đến từ cái thủ Gunny. Và IA chém xả xác vào nhà của cái thủ Hoàng Mai Nhi. Bên kia duy nhất Hoàng Mai Nhi có cung R, nhưng Hoàng Mai Nhi không đánh cung. Đây là No 1 tháng này tụt xuống còn 14. Gunny 29. Chivoy 31. Nhưng Chivoy hãy cẩn thận. Dãy này là cực kỳ dài. Rồi ổn rồi. Xem như đã xong. Và bây giờ thì đẩy ra hộ luôn game thủ Gunny. Xem như là Hoàng Mai Nhi đã chết sâu. Sự xuất hiện của Hoàng Mai Nhi ở trên bản đồ những thời điểm sau là cực kỳ ít. Và để ý khai thác vào nhà của game thủ He He nếu được. Chim sẻ đáng tham lai là 23. Mark C đánh A. Sẻ đệ vẫn đang khá nhiều gỗ. Nhưng về cơ bản thế nhà của cái thủ chim sẻ nắng đã bị phát hiện ra đánh cung. Đang bị đi là cực kỳ rát. Chưa thể nở tham to ra được. Màn hình máy của cái thủ chim boy tham lai là 33. Bị công ca luôn, bị công ca luôn. Rất giật lag. Bị công ca bởi cái thủ ván lớp. Max C của cái thủ ván lớp là người công ca nhà của cái thủ chip boy. Nhưng hốc của cái thủ chip boy vẫn đang vững bởi hai nhà điều kiện cứng. Cần có một hai con chém ở vị trí này. 2K đang giã liên tục. Lùi ở phía trong và bắt đầu gom nông dân và chạy. Đừng cố. 2K là nổ. Đừng cố mà. Bảo đừng cố. Như vậy là resize rồi. Không thể hiểu nổi. Một trận đánh quá lỗi đến từ game thủ No 1. Pha chạy giò đã có thể nói là quyết định khá nhiều vận mệnh trận thi đấu này. No 1 không đánh được Quýt. Quýt lao vào chém game thủ chim sẻ. Chim sẻ trọng thương. Còn He He ở phía trong. Thì khi mà giò game thủ No 1 tới thì He He cũng lúc đó cũng là
chuẩn bị có cung A một áo và nó không được nhà, mọi thứ chấm hết. Gianni Rotti rằng đã rất cố gắng nhưng Hoàng Mai Nhi là người vâng lấy thân mình lấp lỗ trong mai. Mọi thứ đã khép lại ở trong trận đấu đầu tiên 3-1 cho Hà Nội cộng 2-2. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi.